Ôi trời ơi, bán cái máy gì mà to thế? To này ai mà bê nổi, lại còn 3 máy nữa. Em chưa mọi người một chút thôi. Ngày hôm nay bên em có đơn máy làm sạch chân gà dành cho khách hàng ở Hải Phòng. Thì em sẽ lên review nhanh cho mọi người về cái sản phẩm này của Vinmark. Bên em làm theo đơn đặt hàng và theo nhu cầu của khách hàng. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây, với chiếc máy lột da chân gà này thì khách hàng yêu cầu là lắp điện 3 pha và công suất của nó là 3 kW. Toàn bộ đều là bằng inox, rất là dày dặn, đường bo mọi người có thể nhìn thấy. Đây là cửa xả. Có chiếc máy này thì bao nhiêu chân gà thì cũng lột hết ra. Rồi, chiếc máy này hàn khung này, bốn bên để giữ cho cái máy cố định ổn định. Trong quá trình làm thì mọi người lưu ý là vị trí office này, sau một thời gian làm thì nó sẽ lệ long, thì mọi người sẽ giúp em là mình sẽ siết lại. Ở đây thì mình sử dụng núm cao su là núm A và rất là dày. Sau một thời gian sử dụng thì cái núm này nó sẽ bị hao mòn, thì mọi người sẽ liên hệ tới Vinmark để mình có thể thay thế được những cái núm. Chiếc máy này thì kích thước của nó sẽ là 1m28 x 1m28 và đường kính ở đây thì sẽ là 1m2 đấy, mọi người có thể thấy. Và một lần mà chúng ta cho chân gà vào đây thì mọi người sẽ cho từ khoảng tầm từ 40 cho đến 50 kg chân gà đã qua nhúng. Để chân gà được lột sạch và đẹp thì cũng phải cần có công thức và bí quyết. Thế nên là khi mà mọi người mua sản phẩm này thì Vinmark sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để làm sạch cái chân gà. Phần chân này bọc cao su nên là sẽ rất là ổn định trong quá trình mà máy hoạt động, giúp máy rất được êm. Chí này, đây là cửa xả da gà ra đây này. Sau cho mọi người coi cái phần gầm ở bên dưới này, có buli motor này ở bên trong rất là dày. Mình sẽ tiến hành đo buli. Buli rãnh đôi, đường kính của buli là 60 ạ. Buli dày 5 cm. Rồi, trong quá trình sử dụng ở đây, cuba này nó có hiện tượng là bị lỏng ra, thì mình có thể liên hệ đến Vinmark để các bạn kỹ thuật của Vinmark sẽ hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh lại dây cuba cho nó chuẩn. Toàn bộ là inox rất là dày này, chân đế cao su. Và cái đệ tiện ở gầm này luôn thì đo luôn cho mọi người cái đường kính này, 1m28. Mặt bên này cũng thế, 1m29. Mối hàn rất là uy tín. Nhìn từ xa vào, mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái bể chứa cá hoặc là cái những cái bể bơi mini rất là lớn. Hồi nãy mình có nói với mọi người, khách hàng yêu cầu lắp điện 3 pha và motor 3 kW 3 pha, và đây là dây A này, sẽ có 3 dây. Thì Vinmark sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đấu điện lại. Mọi người có thể đặt theo nhu cầu với cái kích thước khác nhau này, lắp đặt motor khác nhau này, từ 1 pha cho đến 3 pha, phù hợp với nhu cầu của mọi người. Ngoài chiếc máy lột da chân gà, chân vịt này ra, bên mình còn có làm những cái chiếc máy như làm sạch lông chim này, hoặc là gà vịt này, nhiều các cái mẫu mã mới model khác nhau tại website maymocviet.vn, hoặc mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 024 3838 3456. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.